Xin chào tất cả các anh em nha. Video này thì có anh em tham gia một trình hai góp từ sáng in swap nhận tốc cần 0.1 tốc cần exchange các bạn, khoảng 10 đô và để tham gia giám này mình lấy phần link mô tả video mình mở tới tâm start này bạn. Sau khi bấm start bấm vào continue các bạn, lướt cấp trang các bạn 74 cộng 37 cộng 4 bằng 81 nữa các bạn. Các bạn bắt vào mã code vào không ạ? Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group follow kênh seller các bạn, tiếp tục thì các bạn follow và retweet Twitter nữa các bạn, thì bạn nhấn chấp fan khá là đơn giản luôn các bạn. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nghe tất cả tốc cần này sẽ lên sàn BankKK Swap nữa các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn like và tweet với cái game nữa các bạn, mà test lại nè, đây nó hai bài đi các bạn. Rồi tiếp tục quay đáp lại các bạn. Rồi ta. Rồi các bạn lướt xuống các bạn bấm don. Tiếp tục bấm don tiếp tục. Tiếp tục thì bạn gửi lời username Twitter của tất cả các bạn nha. Các bạn vào setting copy username mình để mình sạc cái làm tiếp các bạn. Máy hết pin luôn các bạn. Pha các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi à, cộng MMO của anh. Bạn nào không hiểu thì có thể bot riêng cho mình các bạn. À cộng MMO của anh này các bạn. Các bạn vào tờ Twitter, vào trang cá nhân thì sẽ gặp username tôi của tất cả các bạn. New follow Twitter. Rồi bấm don nha các bạn. Sorry. Rồi tiếp tục con son chào kênh Chaler nữa các bạn. Rồi các bạn follow nguồn ngay gấp 6 nữa các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại các bạn. Rồi các bạn follow gặp bấm don này các bạn. Này mình chưa follow. Sau khi các bạn bấm don xong các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain các bạn, thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra nè. Wow, nhanh đi. Rồi tiếp tục bạn copy địa chỉ với BNB Smart Chain của tất cả các bạn nè. Rồi các bạn có thể dùng địa chỉ ETH trên chocolate cùng chung địa chỉ các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Bạn nhắn vào. Bạn gửi cho bot nè. Rồi tiếp tục thì các bạn chỉ việc lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tốc cần nữa các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.